Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu CD Anh không chết đâu em. CD gồm 13 ca khúc viết về các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị có thể đặt mua CD từ bây giờ trên trang nhà sbtnhomeshopping.com hoặc gọi 888-500-2018 hoặc gửi chi phiếu về địa chỉ PO Box 127 Garden Grove CA 92842. Giá CD chỉ có 10 đô la và 5 đô la tiền cước phí. Kính thưa quý khán giả, 30 tháng 4 năm 2021 đánh dấu 46 năm xa xứ để tưởng niệm 46 năm tị nạn cộng sản của hàng triệu người dân Việt Nam. Đài truyền hình SBTN sẽ có các chương trình như sau. 40 năm nhìn lại, phát vào thứ hai, giờ phát 6 giờ 30 sáng, 11 giờ 30 trưa, 4 giờ 30 chiều và 8 giờ tối, bắt đầu từ thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2021. Tị nạn Việt Nam phát vào thứ bảy, giờ phát là 9 giờ sáng, 3 giờ chiều và 9 giờ 30 tối. Bắt đầu từ ngày thứ bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2021. Phim Vượt sóng phát vào ngày thứ sáu, 30 tháng 4 năm 2021 lúc 8 giờ 30 tối và phát lại vào thứ bảy ngày 1 tháng 5 năm 2021 lúc 1 giờ 30 chiều. Tất cả sẽ phát theo giờ California. Thắng, xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SPTN. Ngày hôm nay Trần Thắng và Blogger Điêu sẽ được trở lại với quý khán giả trong chương trình Đối diện sự thật của SPTN. Và trước khi bắt đầu chương trình thì Trần Thắng có một vài cái thông báo xin gửi đến quý khán giả của SPTN. Thứ nhất, đài truyền hình SPTN hân hạnh giới thiệu CD Anh không chết đâu em. CD gồm 13 ca khúc viết về các ca sĩ uh, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị có thể đặt mua CD ngay từ bây giờ. Và thứ hai, SPTN hân hạnh giới thiệu bản gốc Digital Edition, nghệ sĩ và tác phẩm của nhạc sĩ Trúc Giang. Với chủ đề quê hương và tình yêu, chương trình gồm có 12 tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Trúc Giang. Quý vị có thể vào sptngo.com để đặt một bản gốc Digital Edition, quê hương và tình yêu từ thứ ba ngày 20 tây tháng 4. Dạ vâng, vừa rồi là cái phần thông báo liên quan đến các chương trình CD và DVD của SPTN. À, sau đây để bắt đầu với à, chương trình à, đối diện với sự thật thì đáng xin mời blogger điều kệ có vài lời với khán giả bắt đầu chương trình ạ. À, vâng thưa anh trường thắng và thưa quý vị khán giả thì à, chúng ta cũng biết là gần đây nhà cầm quyền cộng sản đã bắt chị nguyễn thiếu hạnh là người mà sáng lập cái quỹ mà cứu à, cứu lấy dân oan và cái quỹ mà 50 k thì ngày hôm nay á Tôi và anh Tường Thắng sẽ thảo luận về cái vấn đề mà quỹ 50k cũng như là người sáng lập quỹ là chị Nguyễn Thúy Hạnh. Thì anh Tường Thắng có thể giới thiệu về Dạ vâng, cái à, tiểu tháng... sử của chị Nguyễn Thúy Hạnh à, thì, để bắt đầu chương trình thì anh sẽ được giới thiệu một ít về tiểu sử của của cô Nguyễn Thúy Hạnh. Thì theo tiểu sử cho biết thì cô Nguyễn Thúy Hạnh sinh năm 1963 tại Hải Dương. À, thân phụ mất sớm lúc 5 tuổi, à, mẹ của cô phải tái giá cho nên cô Hạnh và người chị là 7 tuổi đã sống với ông bà nội. Sau khi tốt học đại học à, thì cô Hạnh là nhân viên cho công ty quốc doanh à, dịch vụ du lịch. Vào năm 2000 thì cô Hạnh chuyển qua làm giám đốc đối ngoại cho công ty mía đường KCP Việt Nam, thuộc tập đoàn KCP Ấn Độ, đến năm 2015 thì nghỉ hưu. À, cô Hạnh có một có mặt trong phong trào xã hội dân sự từ năm 2011, khi tham gia hầu hết các cuộc biểu tình chống Trung cộng, xâm lấn biển Đông, biểu tình bảo vệ cây xanh, biểu tình bảo vệ môi trường biển, biểu tình chống đặc khu, biểu tình đòi hỏi nhân quyền và tham gia các hoạt động cứu giúp dân oan, cứu giúp những người đấu tranh cho nhân quyền bị đánh đập, bị bắt tù và gia đình của họ. Năm 2014 thì cô Hạnh tham gia quỹ cứu lấy dân oan, quyên tiền giúp đỡ những người dân oan bị mất nhà đất từ khắp 65 tỉnh thành kéo về khiếu kiện lâu ngày ở Hà Nội và những người này thường xuyên bị nhà cầm quyền đàn áp. Năm 2018 thì có hành lập ra một cái quỹ gọi là 50K, hay tới việc mà gọi là 50K để giúp đỡ các gia đình tù nhân lương tâm gặp khó khăn khi lao động chính trong nhà tù à, à khi đi, khi đi tù. Thì vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 thì nổ ra vụ công an tấn công vào xã Đồng Tâm bắn chết cụ Lê Đình Kinh, thủ lĩnh của những người nông dân giữ đất, à, giữ đất Cả xã bị bao vây, không ai cho vào. Đám tang của kình diễn ra trong hoàn cảnh không có người đến trực tiếp tâm viếng. Do vậy, nhiều bà con có nhu cầu gửi tiền viếng thông qua ngân hàng. Cô Nguyễn Thúy Hạnh đã mở một cái tài khoản nhận tiền phúng điếu. Tài khoản mở ra sau 3 ngày đó có 700 người dân gửi tiền phúng điếu với số tiền lên đến 570 triệu đồng Việt Nam. Và nhà cộng quyền đã ra lệnh phong tỏa ngay tức khắc tài khoản mà không có lý do. À ngày 3 tây tháng 4 năm 2021 thì cô Nguyễn Thúy Hạnh nhà luật sư gửi đơn lên Bộ Công an khiếu nại về việc phong tỏa tài khoản phúng điếu đám tang của cụ Lê Đình Kình. Và đến ngày 7 tây tháng 4 năm 2021, bà cô Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt theo lệnh tạm giam của cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội. Và hiện cô Hạnh đang bị tạm giam tại trạm giam số 2 Hà Nội. Người thân và luật sư không được phép tiếp xúc để biết tình trạng của cô hiện tại như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, thì blog kiểu đi Cầy sẽ cùng thảo luận về quỹ 50k và tác động tích cực của quỹ này với phong trào đấu tranh trong nước cùng với người sáng lập là cô Nguyễn Thúy Hạnh và xin đó là cái tiểu sử liên quan đến cô Nguyễn Thúy Hạnh thì cái câu hỏi từ nó sẽ được hỏi uh, blog kiểu đi Cầy là cái quỹ 50k này đó tiếng Việt mà gọi uh, tiếng Mỹ gọi là 50k đó k là k là, k là viết tắt là 1.000 5k là 1.000 thì 50k có nghĩa là 50.000 trong trường hợp này có nghĩa là gì À, và được thành lập khi nào và tại sao gọi là 50K? À, vâng, thưa anh ấy, vào năm 2018 ấy, thì chị Nguyễn Thuy Hạnh ấy, yeah. chỉ thành lập cái quỹ 50K Mà phải nói là cái quỹ 50K này nó thành công ngay từ cái tên gọi của nó yeah. Bởi vì 50K ấy, theo cái tiếng gọi của người trong nước, ấy, đó là 50.000 Thì 50.000 nó chỉ có trị giá khoảng hơn 2 đô la Mỹ thôi yeah. Tức là 2,2 đô la Mỹ ở, ở Mỹ thôi Dạ yeah thì với một cái số tiền nhỏ như vậy thì bất kỳ ai cũng có thể đóng góp được yeah. tức là ngay từ cái tên gọi cái quỹ 50 k đã mở rộng cái đối tượng đóng góp đến tất cả mọi người dân được ai cũng rồi. có thể đóng góp được và cái ý nghĩa của cái sự đóng góp này anh đóng góp một cái số tiền rất nhỏ như thế yeah. thì là anh không có sợ cái chính quyền nó khép anh vào cái tội này hay tội kia yeah. mà cũng không có lo ngại gì cái chuyện đấy cả vâng. vì cái số tài sản nó rất là nhỏ không có lớn yeah. thành ra là rất nhiều người tham gia đóng góp Yeah. và cái ban đầu ấy, thì cái quỹ 50 k này ấy, ngay từ cái tên gọi nó đã thành công rồi vâng tức là cái cái số lượng người đóng góp nó nhiều nó rất quan trọng vâng. quan trọng bởi vì lúc đầu ấy, thì cái quỹ này là đa số là người hải ngoại đóng góp về yeah. nhưng sau một thời gian hoạt động ấy, thì đến 80% những cái người ủng hộ cho cái quỹ này ấy, là người ở trong nước à và đầu tiên ấy, thì họ gửi tiền đến cái quỹ này ấy, những cái khoản tiền nhỏ nhưng mà họ gửi với lại cái nạc danh à. chứ là không nêu tên tuổi dạ yeah, vâng. nhưng mà sau đó qua thời gian hoạt động của quỹ thì từ cái uy tín của quỹ cũng như là cái sự phát triển uh, của cái mạng lưới mà nhiều người đóng góp như vậy yeah. thì rất nhiều người họ, đã vượt qua cái nỗi sợ hãi và họ công khai tên tuổi luôn à. thì đấy là một trong những cái mà cái quỹ 50 k nó làm được cái việc đó vâng. Rồi cái quỹ 50k trước đây khi mà những cái người đóng góp ở bên ngoài này về yeah. chúng ta có thể là ở đây gửi cho một cá nhân nào đó ở Bạc Liêu, ở Cần Thơ hay ở miền Trung thì cái việc mà ở ngoài này chúng ta gửi về thì dễ nhưng mà ở trong đó mà chuyển đi nó rất là khó. Dạ yeah, vâng. Tại vì nhân lực đâu, nguồn lực đâu để mà đi đến tận nơi đó. Dạ yeah, đúng rồi. Thế thì nhiều gia đình tù nhân lương tâm thì lại còn sợ không dám nhận tiền yeah. của quỹ. Vâng bởi vì là họ bị công an cộng sản nó đe dọa yeah. là nhận tiền của quỹ là nhận tiền của phản động thế này thế kia yeah. đấy cho nên là ngay cả chị nguyễn thị hạnh ấy, chị phải vận động những cái người mà gia đình của tù nhân lương tâm ấy là cái này nó không có tội gì cả yeah. vì luật pháp việt nam không có quy định cái điều khoản nào về cái việc mà người việt nam giúp đỡ nhau mà lại trở thành mà tội phạm cả yeah. cho nên không có cái điều luật nào cản trở cái việc giúp đỡ nhau Yeah. Mà anh biết là cái truyền thống đạo lý của người Việt Nam là những điều phủ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng yeah, vâng. Đó là đạo lý ngàn đời của người Việt rồi yeah. Rõ ràng là chị Nguyễn Thư Hành ấy, chị đã chọn cái cách là thành lập cái quỹ 50.000 này à. Để ủng hộ cho những cái gia đình tù nhân lương tâm Ủng hộ cho tù nhân lương tâm khi mà họ bị bắt, bắt, bắt bớ bị đàn áp yeah. Thì khi mà bị bắt bớ bị đàn áp thì gia đình họ không cảm thấy cô đơn và nhiều cái người bị bắt ấy là lao động chính trong gia đình vâng. khi họ bị bắt thì gia đình họ rơi vào khủng hoảng về tài chính yeah. rất khó khăn cho nên là việc ấy mà cái quỹ 50k này giúp đỡ cho gia đình họ là thúc đẩy cái phong trào vâng. đấu tranh dân chủ ở trong nước cũng như là làm cho những người đấu tranh cũng như gia đình họ không cảm thấy bị cô độc yeah. mà có được cái sự mà tài trợ về tài chính cũng như là giúp đỡ về tinh thần yeah. cái đó nó quan trọng lắm yeah. tại vì tôi bị bắt trong cái thời điểm mà sớm nhất mà lúc yeah. đó nó chưa quỹ 50k như này à, chưa đó có đó phong có. trào mà ủng hộ như yeah. thế này yeah, vâng. và cái sự ủng hộ còn dè dặt mà phải kín đáo yeah. phải bí mật yeah, vâng. chứ không phải là công khai như bây giờ rõ ràng là quỹ 50k đã làm được những cái việc ấy mà không chỉ là cái phần tài chính để giúp đỡ cho uh, các cái cá nhân bị bắt bớ cũng như là gia đình họ yeah. mà còn ấy, thúc đẩy một cái sự đoàn kết sự tương thân tương ái trong phong trào yeah. và làm cho người dân đấy là ngay cả cái người đóng góp là vượt qua cái nỗi sợ hãi để mà công khai tên tuổi của mình đóng góp vào đó yeah. thì đấy là những cái mà cái quỹ 50k nó thành công thành công ngay từ cái tên gọi thành công từ cái cách thức hoạt động là thiết lập một cái mạng lưới tất cả những cái gia đình tù nhân lương tâm đều có tài khoản để mà nhận tiền cho nên là cái việc chuyển tiền có thể là ngay lập tức diễn ra rất là nhanh. Được Thế thì cái quỹ 50k đó đã hỗ trợ gì cho phong trào đấu tranh ở trong nước là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai là uh lúc mà cô Thúy Hạnh bị bắt đó thì tiền trong quỹ 50k này có còn hay không hay là đã hết? Vâng, ừ, cái uh, việc mà đóng góp cho cái phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước thì cái quỹ 50k này làm được rất là nhiều. À. Tại vì ngoài cái việc mà quỹ 50k này thực ra là chuyển toàn bộ cái số tiền mà nhận được yeah. đến gia đình tù nhân lương tâm. À. Mà anh biết rằng ấy là tất cả những cái việc mà chúng ta chuyển tiền đều phải có phí chuyển tiền. Dạ yeah, Thế mà thậm chí một số gia đình mà không có tài khoản ngân hàng ấy, thì phải đưa đến tận nơi để mà mà đưa cho họ. À, đến tiền mặt đó. Những cái chi phí đó ở đâu ra? Yeah. Và chị Nguyễn Thúy Hạnh và anh em trong quỹ 50k nên là họ đã phải tự bỏ cái tiền túi ra yeah. để họ làm cái 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 khoản đó. Chứ nhiều người gửi ở đây chỉ biết là gửi về, à, gửi về thì là bên kia nhận được đủ cái số tiền mình gửi. Yeah. Nhưng mà mọi chi phí, mọi cái vất vả, mọi cái con đường để mà đi đến từ người nhận đến người gửi đó thì cái quỹ 50k này đã làm cái việc đó thay cho phong trào yeah, vâng. thành ra nó giúp đỡ phong trào của tù nhân lương tâm rất là nhiều yeah. nó đoàn kết tương thân tương ái tất cả những cái gia đình mà vợ con của tù nhân lương tâm ấy, yeah. thì lại hình thành những cái nhóm gọi là vợ của tù nhân lương tâm ấy, à. để mà giúp đỡ lẫn nhau vâng. thế cái chị em mà mới có chồng bị bắt ấy, mà chưa có đi thăm nuôi lần nào chưa có biết ấy, thì những người đã đi thăm nuôi rồi lại hỗ trợ lại yeah. đi cùng, lại yeah. chỉ cách để mà giúp đỡ nhau yeah. thì nó có nhiều cái, còn cái câu hỏi cái phần thứ hai của câu hỏi là quý còn bao nhiêu tiền thì quả thật thì cái đó thì tôi không biết, cho nên là <laughs> không đó. thể trả lời anh được rồi. Vâng, rồi, trước khi trả lời buổi nói chuyện ngày hôm nay, chúng ta xin mời quý khán giả theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình SPTN à, Chúng ta sẽ trở lại trong giây la Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin thương mại của đài truyền hình SP Dance Hoàng Hình xin được trở lại buổi nói chuyện với lại blog điều kỳ liên quan đến chuyện Nguyễn Thúy Hạnh vừa mới bị bắt à, tại Việt Nam. À, trở lại cái cái việc mà à, anh điều kỳ có nhắc đến cái quỹ của cô Thúy Hạnh chuyển tiền giúp cho các bà vợ của tù nhân lương tâm đó. Thì anh còn nhớ là ở miền Bắc trước đây là tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang à, cũng là người đứng ra nhận một những, những cái khoản tiền ủng hộ từ ở nước ngoài gửi về cho tiến sĩ dĩ nhiên một cách kín đáo thôi là bởi vì nó không có công khai như bây giờ và và tiến sĩ đã chuyển cái tiền lại cho tất cả các bà vợ của tù nhân lương tâm thì sau này thì tiến sĩ nguyễn thanh giang đã qua đời thì cái việc đó chắc cũng không còn thì bây giờ trở lại cái việc um, của cô thúy hạnh á thì cái tài khoản mà cô thúy hạnh mở ra để nhận tiền phúng điếu cho cụ lê đình kình qua cái vụ mà thảm sát tại đồng tâm đó thì sau 3 ngày mà mở ra cái quỹ này đó thì theo anh Hiếu Cầy thì nó có phản ánh là cái lòng dân họ nghĩ gì về vấn đề đồng tâm hay không là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai đó là tại sao cô Thúy Hạnh không dùng cái quỹ 50k này để nhận cái tiền của người ta phúng điếu cho cụ Lê Đình Kinh mà cổ lại lập cái tài khoản khác à, thưa anh Tường Thắng và thưa quý vị khán giả ở đây nó có hai cái vấn đề vấn đề thứ nhất đấy là khi mà cụ Lê Đình Kình bị giết chết Yeah. bị công an cộng sản tấn công vào đồng tâm và giết chết cụ lê đình kình một cái vụ thảm sát rất là dã man thì cộng đồng sôi sục lên án những cái hành vi mà dã man của nhà cầm quyền cộng sản bất chấp pháp luật để tấn công vào đồng tâm giữa ban đêm mà giết một cái cụ già là hơn 80 tuổi như vậy một cách dã man như vậy thì em trịnh bá phương cũng như là chị nguyễn Thứ hạnh thì có kêu gọi cộng đồng là góp tiền phúng điếu Yeah. Cho gia đình cụ Lê Đình Kình. Bởi vì ấy, cái đám tang cụ diễn ra Khi mà bị công an nó vây kín Cái xã Đồng Tâm Không ai có thể vào đến nơi mà phúng viếng được à. Cho nên mới có cái nhu cầu là phúng viếng Cụ ấy qua mạng yeah. Thì cái việc phúng viếng cụ Lê Đình Kình ấy, Thì là nó không thể nào nhập chung Với quỹ 50.000 được Cho yeah. nên chị Nguyễn Thúy Hạnh mới mở một cái tài khoản riêng Để vâng. nhận cái tiền phúng điếu riêng Cho nó tách biệt với lại cái tài khoản Của, của quỹ 50.000 50 yeah. Vâng nhưng mà khi mà chỉ trong 3 ngày ấy, thì cái quỹ này nhận được tới 570 triệu đồng của hơn 7 hơn 700 người đóng góp. Yeah. Thì nó phản ánh hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất ấy, là cộng đồng sôi sục lên án cái vụ này. Vâng. Và cái việc đóng góp của họ trong một cái thời gian kỷ lục chỉ có 3 ngày ấy, mà lên tới 570 triệu đồng. Ấy, nó chứng tỏ là cái lòng dân oán hận và cái sự ủng hộ của người dân đối với đồng tâm. Dạ. Yeah không phải là chị họ chỉ gửi tiền không, yeah. mà đấy là cách mà họ biểu quyết cái cách mà đồng ý của họ, cái cách ủng hộ của họ đối với lại cái vụ án mà vụ thảm sát đồng tâm, yeah. thì đó là cái lý do vì sao ấy, mà nhà cầm quyền cộng sản rất lo sợ. Yeah. Nếu mà cái quỹ này ấy, mà không bị đóng, mà tiếp tục nữa thì chưa biết là cái số lượng người, ấy, tại vì anh mới biết là ba ngày, yeah. có thể là rất nhiều người chưa biết về cái quỹ này, yeah. chưa biết cái thông tin này, nhưng mà nếu cộng đồng mà biết hết tin này. Ấy, mà cái sự đóng góp vào ấy, có thể nó còn khủng hơn nữa. Dạ, yeah. Dạ vâng, à, nhà công quyền cộng sản Việt Nam thì đã ngay lập tức ra lệnh phong tỏa cái cái tài khoản mà phun à, nhận tiền phun điếu cho cụ Lê Đình Kình với lý do là tài trợ cho khủng bố. Nay hai phiên tòa xử vụ đồng tâm đã không xác định việc này là một hành động là một việc khủng bố. Cho nên việc bà Nguyễn Thúy Hạnh yêu cầu Bộ Công an dỡ bỏ cái lệnh mà phong tỏa tài tài khoản của bà Nguyễn Thúy Hạnh như vậy có đúng luật pháp hay không? Và, và xin nhấn mạnh thêm là Cộng sản Việt Nam chỉ có phong tỏa cái tài khoản mà phúng điếu cho cụ Lê Đình Kình mà thôi chứ không có phong tỏa tài khoản 5, 50k đúng không ạ? À, thưa anh, nó có hai vấn đề như thế này. Cái thứ nhất ấy là chỉ trong 3 ngày mà cái số lượng người đóng góp như vậy ấy, nó chứng tỏ cái uy tín của Nguyễn Thúy Hạnh. Yeah. nó chứng tỏ là cái sự tin tưởng của cộng đồng đối với chị Nguyễn Thị Hạnh. Yeah. và nó cũng chứng tỏ là là cả cộng đồng là người ta lên án cái vụ thảm sát đồng tâm yeah. và người ta biểu thị cái sự ủng hộ qua cái sự đóng góp đó yeah. cho nên là việc mà đóng góp gấp tài khoản này rồi là một số những cái trang báo của cộng sản nên là Vu là tài khoản này là tài trợ cho khủng bố yeah. thì rõ ràng cho thấy nhà cầm quyền cộng sản là họ lo sợ về một người mà trước đây là chị nguyễn thúy hạnh đã từng là ra ứng cử đại à. biểu quốc hội yeah, vâng. và với một uy tín của một người như vậy ấy, mà lại ra ứng cử đại biểu quốc hội ấy, thì rất nguy hiểm cho họ và yeah. cái thứ hai nữa là việc mà đóng cái quỹ này với cái lý do như vậy ấy, thì hoàn toàn nó không có phù hợp với pháp luật yeah. bởi vì hai phiên tòa xét xử vừa rồi là không có một chữ khủng bố nào trong hai phiên tòa đó cả vâng. thì rõ ràng cái việc mà yêu cầu cái bộ công an phải dỡ bỏ cái phong tỏa tài khoản ấy, nó là đúng pháp luật thôi. Yeah. Tại vì là người dân Việt Nam có quyền giúp đỡ nhau, mà yeah. cái việc mà phúng viếng một cái người mà bị chết thì cái nghĩa tử là nghĩa tận, yeah. không ai đi ngăn chặn cái việc đấy cả. Yeah. Cái việc làm của bộ Công an là nó trái với cái đạo lý ngàn đời của cái người Việt Nam vâng. và cái việc làm đó nó cũng không phù hợp với pháp luật, tại vì pháp luật Việt Nam không có điều khoản nào cấm người dân không được phúng điếu người chết, yeah. không cấm người dân giúp đỡ nhau. Thế thì căn cứ những cái quy định pháp luật nó không có. Yeah. mà bộ công an ấy bây giờ là vu cho là tại trợ khủng bố thì bây giờ hai phiên tòa xét xử đã xong rồi yeah. không có khủng bố thì việc mà chị nguyễn thúy hạnh mà nhờ luật sư thì yêu cầu bộ công an mà tháo rỡ cái phong tỏa tài khoản đó để trả lại cái số tiền đó cho gia đình cụ lê đình Kình thì cái điều đó là không vi phạm pháp luật gì cả vâng right. thế nhưng mà để bịt miệng chị nguyễn thúy hạnh và là không trả lại cái số tiền đó cũng như là quyết tâm ấy là vu khống cho chị nguyễn thúy hạnh là vi phạm vào cái điều 117 tức là, là tuyên truyền chống nhà nước ấy. thì chính quyền cộng sản Việt Nam đã bắt chị Nguyễn Xuy Hạnh để dập tắt cái vụ mà đòi tiền này cũng như là đóng cái quỹ mà 50k Đúng. tại vì cái quỹ 50k sau những cái sức ép lớn của nhà cầm quyền cộng sản ấy, thì chị Nguyễn thúy Hạnh đã đóng cái tài khoản đó à đóng rồi và không có nhận tiền tài trợ từ cái tài khoản quỹ 50k nữa. Dạ. Yeah. Nhưng mà việc này nó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến cái phong trào đấu tranh ở trong nước. Như vậy thì việc đóng cái tài khoản 50k và việc chị Nguyễn Thị Thành bị bắt như vậy đó là nó sẽ gây thiệt hại như thế nào cho cái phong trào đấu tranh ở trong nước thưa thưa anh Đức okay. Vâng, ở thưa anh Trần Thắng và thưa quý vị khán giả, chúng ta biết rằng những người đấu tranh trong nước ấy là rất nhiều người ấy tham gia vào phong trào với yeah. một cái lòng nhiệt huyết của họ và đôi khi ấy, họ tham gia vào phong trào họ cũng không lường hết được những cái khó khăn mà họ sẽ gặp phải mà khi mà họ tham gia vào đấu tranh như vậy, yeah. cho nên là chính quyền cộng sản ấy, không chỉ có đàn áp khi mà họ tham gia biểu tình tham gia đấu tranh mà còn đánh đập bắt bớ thậm chí là triệt hạ những cái nguồn lực kinh tế của gia đình họ. Yeah. Chính vì vậy ấy, mà cái sự tiếp sức của quỹ 50k ấy, nó vô cùng quan trọng. Tại vì á. Một phần nó giúp đỡ cho những gia đình tù nhân lương tâm yeah. Anh biết là cái người trong Nam bị đưa ra ngoài Bắc yeah. Người ở ngoài Bắc thì bị đưa vào trong Nam yeah. Với cái đoạn đường xa xôi như vậy Thì gia đình họ rất khó khăn Trong cái việc mà thăm nuôi Thăm nuôi, vé máy bay, vé tàu, vé xe Rồi thời gian đi lại Rồi tài chính không có yeah. Tài chính gia đình thì bị đàn áp Nó phá hoại những cái nguồn tài chính của gia đình Chính vì như vậy Cho nên là cái việc quỹ 50k này á là giúp đỡ gia đình tù nhân lương tâm à. một cái mạng lưới mà mấy trăm gia đình tù nhân lương tâm ấy, thì bây giờ nó rất là quan trọng và yeah. cộng sản bây giờ triệt cái nguồn đó à. tức là triệt cái sự giúp đỡ sự giúp đỡ đó yeah. đối với gia đình tù nhân lương tâm yeah. gia đình họ sẽ gặp khó khăn hơn sẽ cảm thấy cô độc hơn trong cái con đường mà, mà, mà thăm nuôi thân nhân của họ ở trong tù yeah. cũng như là cái người tù bị mất cái nguồn lực Yeah. Tài trợ thì gia đình họ sẽ khó khăn nhiều. Yeah, vâng. thì đấy là những cái cách mà thâm độc mà nhà quyền cộng sản họ tấn công vào. Yeah. cho nên cái cách mà phong tỏa cái này cũng như là tấn công vào chị Nguyễn Thị Hạnh bắt bớ chị Nguyễn Thị Hạnh, mà tấn công vào các cái quỹ mà hỗ trợ tù nhân lương tâm này chúng ta thấy là cộng sản ấy, họ chuẩn bị mà đánh vào phong trào nó rất là bài bản. Chứ rất là bài bản, bản và có dạ. kế hoạch. Dạ, vâng. trở lại cái kế hoạch và bài bản này thì mình trở lại vài năm gần đây kính thưa của nhà và thưa anh điếu cậy thì thứ nhất là cái vụ mà ủi trắng cái vườn rau lộc hưng nè rồi đến cái đến cái việc đóng cửa văn phòng mà công lý hòa bình mà nơi thường hay tổ chức những cái chương trình mà gây quỹ giúp đỡ cho những cái những cái thương phế binh việt nam cộng hòa nè ở dòng chú quốc thế rồi đến cái vụ thảm sát đồng tâm rồi hội nhà báo độc lập đã bị bắt gồm có anh phạm chí dũng và uh, phạm chí dũng rồi quỹ 50k, 50K cũng bị cũng bị dẹp uh, bây giờ mới đây là nhà báo sạch vậy thì theo nhà uh, theo anh Điếu Cầy anh nhận xét gì về cái sự đàn áp có bài bản và kế hoạch của Cộng sản Việt Nam trong thời gian gần đây? Vâng uh, thưa quý vị chúng ta đã từng biết rằng là dòng Chúa cứu thế ở Sài Gòn ấy, đã từng tổ chức những cái buổi họp mà có cả ngàn thương với binh Việt Nam Cộng Hòa đến yeah. để giúp đỡ khám bệnh cũng như là uh, tặng những cái khoản uh, quà nhỏ nhỏ đến họ. Yeah. thì cái việc mà các thương phế binh việt nam cộng hòa trong bao nhiêu năm qua ấy, họ bị bỏ rơi trong xã hội việc dòng chúa cứu thế thực hiện được những cái công việc đó nhiều người họ đến họ tham dự được cái chương trình của dòng chúa cứu thế họ gặp lại đồng đội gặp lại anh em của họ và họ nhận được những cái khoản đóng góp họ rất ấm lòng yeah. ở trong sau mấy chục năm mà uh, bị mất nước yeah. thì đấy là những cái mà dòng chúa cứu thế đã làm được vậy muốn triệt cái dòng chúa cứu thế làm những cái đó thì họ đã làm cái gì hầu hết anh em tình nguyện viên của dòng chúa cứu thế bị bắc và những anh em đấu tranh dân chủ thì là có một số anh em thì ở tỉnh lên Sài Gòn chứ không phải nhà ở Sài Gòn cho nên khi thuê nhà đâu thì bị an ninh nó phá nó đuổi đó cuối cùng chỉ vào vườn rau lộc hưng là thuê nhà đó được thôi thì muốn dẹp ở đó bây giờ ấy, cái vườn rau lộc hưng nó cũng có là cái ngôi nhà của thương phí binh Việt Nam cộng hòa nó cũng là nơi mà nhiều anh em đấu tranh dân chủ thuê nhà trong đó ở nó như một cái hậu cứ của dòng chúa cứu thế cho nên khi đánh vào đó thì là ủ trắng vườn rau lộc hưng một cái cách vô pháp và nó đẩy tất cả những cái người mà sinh sống ở vườn rau lộc hưng từ người dân cho đến những anh em đấu tranh ở trong đó cũng như thương phê binh việt nam cộng hòa bị đầy đuổi khỏi đó yeah. làm một cách đuổi cùng giết tận đối với lại những anh em thương phê binh việt nam cộng hòa khi mà đẩy họ ra khỏi vườn rau lộc hưng rồi thì cái sự tập hợp của anh em bắt đầu nó khó khăn hơn yeah. thì mới dẫn đến cái việc mà đóng cái văn phòng công lý và hòa bình À. thì đó là những cái bước đi của họ họ đi rất là bài bản cái vụ đồng tâm cũng vậy thôi họ bất chấp luật pháp hết để mà đưa ba ngàn quân vào tấn công vào đồng tâm và giết cụ kình là thủ lĩnh của đồng tâm lúc đó họ không cần pháp luật họ đưa cái lý do an ninh đưa cái lý do mà nguy hiểm đến cái chế độ của họ để mà họ đàn áp cái kiểu đó vâng. anh thấy ủ trắng vườn rau lộc hưng không Đúng có rồi. quyết định anh thấy là tấn công đồng tâm yeah. không cần một cái quyết định của viện kiểm sát cũng vào bắt hàng mấy chục người rồi là giết chết cụ kinh rồi tiếp đến ấy, là bắt đầu họ triệt tiêu những cái xã hội dân sự. Vâng. Đó là hội nhà báo độc lập. Rồi tiếp đến là tất cả những cái hội nhóm mà có ở trong nước bây giờ là họ tiêu diệt hết. Đó là những cái bước đi của họ rất là bài bản chứ không phải là gì cũng như là việc mà tấn công vào phong trào thì họ tấn công vào cái quỹ 50k là cái nơi mà tiếp cái nguồn lực cho phong trào. Yeah. chứ không phải là đánh ngay trực diện tức là họ phải đi từ ở bên ngoài họ cắt những cái phần mà giúp đỡ yeah. đây là một cái âm mưu rất thông lập tâm độc của cộng sản mà họ tấn công vào một cái cách rất bài bản vào phong trào và chính vì vậy chúng ta phải nhận rõ cái âm mưu đó để mà hỗ trợ cho phong trào cũng như là nhìn ra cái cách đó để chúng ta tìm ra một cái cách khác những cái quỹ nhỏ hơn phân tán hơn để giúp đỡ tiếp tục giúp đỡ tù nhân lương tâm ở trong nước cũng như là uh, anh em đấu tranh dân chủ ở trong nước vì vậy À, những cái việc mà sau khi bắt chị Hạnh rồi à, chúng đưa ra những cái dư luận viên để tấn công vào chị Hạnh cũng như là tấn công vào à, anh em mà đấu tranh ở trong nước thì cho thấy rằng là chúng ta đã chúng ta phải phải đối diện với lại những cái cách thức mà tấn công rất là thâm độc của cộng sản. Dạ vâng, à, rất tiếc về thời gian không có nhiều để mà tiếp tục cái đề tài này và hy vọng chúng ta sẽ trở lại với lại blogger cày Cầy trong cái à, chương trình sắp tới. À, bàn nhiều hơn về những bước và kế hoạch bài bản mà Cộng sản Việt Nam đang đàn áp những phong trào đấu tranh dân chủ trong nước và những cái bước kế tiếp chúng ta cần phải làm gì trong những ngày sắp tới dưới chính quyền của tổng thống Joe Biden đặt vấn đề nhân quyền lên trên hàng đầu thay vì là vấn đề chủ thay vì là vấn đề thương mại đối với cộng sản Việt Nam một lần nữa tôi xin cảm ơn blogger Diêu Cầy đã đến với SPTN trong chương trình đối diện sự thật và sinh hạng quý khán giả vào tuần sau của nhà này trên đài truyền hình SPTN tôi xin cảm ơn anh Cầy vâng cảm ơn anh Trường Thắng và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi